Chào bạn, hôm nay tuyết rơi rất là nhiều. Mình ra ngoài quay cho các bạn xem. Cái khung cảnh tuyết đẹp lắm. Chỉ có điều là nó bị lạnh nhiều thôi. Như các bạn thấy không, tuyết quá nhiều luôn ha. Một tí nữa là tuyết dày lắm luôn. Bây giờ chỉ là mới có bắt đầu thôi đó. Và hôm nay thì mình làm món chuối nướng nếp, có thể ăn không hoặc là ăn chung với lại nước cốt dừa và đậu phộng. Cách làm thì cực kỳ là đơn giản. Trước hết thì bạn vo nếp thật là sạch ha. Nếp này không cần phải ngâm qua đêm. Bây giờ bạn cho vào cái tô, bạn cho hết vào luôn. Tiếp theo bạn cho nước cốt dừa vào. Nếu mà bạn có nước dừa tươi á, nước cốt dừa tươi nha, cho vào thì tốt. Còn mình mua cái lon á, nó bị đông đá nên mình khử ra được như vậy. Và mình cho thêm nước lạnh vào. Bạn cho ngang mặt hạt nếp thôi là được rồi nha. Sau đó thì bạn cho vào trong nồi áp suất. Thì cách làm này rất là nhanh. Bạn đun trong nồi áp suất á, là bật cái nút là hấp á. Bạn hấp 50 phút là được. Trước đó thì mình đã ngâm chuối này với lại đường đó, mình ngâm qua một đêm rồi. Bây giờ thì mình cuốn bánh ha. Thì cái cách cuốn là mình rửa sạch và mình trụng nước sôi phần lá chuối hết. Rồi mình thoa một lớp dầu dừa. Bạn thoa lớp dầu dừa nha, đừng thoa mấy cái loại dầu khác, ăn nó không có ngon. Rồi nếp của mình chín thì mình cho vào. Thì cái hạt nếp của mình nó hơi dẻo dẻo như vậy đó. Rồi bạn ép chặt lại. Bạn đừng có nấu mà nó khô quá, mình ép lại nó hơi khó, nó bị rớt ra ngoài. Và cái hạt nếp á, khi mà bạn nướng lên á, nó hơi bị cứng, bị chai đi. Nên là nấu nó hơi dẻo dẻo là được. Rồi bạn chan cái nước đường mà từ ở trong phần chế chuối ra và đường ướp sẵn đó. Thì cái nước đó bạn chan lên trên cái nếp. Rồi cho cái chế chuối vào. Sau đó thì bạn cuộn lại là hoàn thành. Cách làm này đơn giản. Và cái mẹo của mình làm khi mình nướng á, thì bạn nướng 300 độ F cho 2 tiếng thì cái trái chuối của mình nó sẽ ẩn lên được màu đỏ. Cách làm này thì mình thấy nó đơn giản, nhanh và nó ngon nữa. Trái chuối của mình nó dẻo và nó ngọt hoàn toàn luôn, lên ẩn màu rất là đẹp. Nếu mà bánh chuối này bạn ăn không hết thì bạn cho vào ngăn đông. Bạn nướng cho nó chín rồi bạn để nguội thì cho vào ngăn đông. Đến khi nào ăn bạn cho vào lò vi sóng đó. Khoảng 1 phút đến 2 phút thì bánh của mình nó mềm dẻo trở lại nha. Bây giờ thì mình đem đi nướng ha. Mình nướng 300 độ F là 2 tiếng. Cái phần nước cốt dừa lúc nãy đó thì mình cho vào trong nồi, mình đun sôi cùng với đường với muối. Còn nếu bạn không thích ăn nước cốt dừa thì có thể bỏ qua phần này nhé. Chuối của mình nướng xong rồi thì các bạn thấy nè, trái chuối của mình đẹp ghê chưa, hạt nếp bóng bẩy. Cho thêm ăn cùng với lại đậu phộng thì ngon lắm. Bạn nhìn hấp dẫn ghê chưa. Cách làm này đơn giản và mình chúc cho bạn thành công nha. Trong mùa mà nuôi em này mình không có thể về được Việt Nam á, thì mình làm cái món này á, mình ăn vừa nhớ lại hồi thời lúc nhỏ ở Việt Nam ha.
Trái chuối như vậy với mình là đạt ha. Bên trong thì dẻo, bên ngoài cũng dẻo, bóng hạt nếp. Hạt nếp mà bóng đó là của nước cốt dừa đó bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Nếu bạn thấy thích đừng quên là like và subscribe để ủng hộ cho kênh mình đó. Bye bye.